Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn chỉ đạo về tập trung tiếp công dân. Chấp thuận chủ trương mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Giải pháp khắc phục ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải. Xu hướng học nghề tăng nhanh ở giới trẻ. Cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề Tiếp sức hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức lần thứ tư với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và hơn 300 nông dân tiêu biểu. Hội nghị được diễn ra trong thời điểm cả nước đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời, đây cũng là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng với mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Những vấn đề chính được kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến tháo gỡ, định hướng phát triển trong hội nghị lần này là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm cho giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi đầu ra của nông sản gặp nhiều khó khăn. Nông dân cần được hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản. Vấn đề liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản, tránh việc phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp. Vấn đề xuất khẩu nông sản cần đẩy mạnh chế biến tinh. Vấn đề sản xuất theo tín hiệu thị trường, tránh tình trạng được mùa, mất giá. Định hướng nông dân tham gia cổ phần hóa bằng đất, thúc đẩy việc khởi nghiệp trong nông nghiệp, làm chủ vấn đề đầu vào của một số loại giống cây, vật nuôi chủ lực, vật tư nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh trực tiếp đối thoại với nông dân để tháo gỡ những khó khăn phát triển nông nghiệp tại địa phương trong khoảng thời gian tháng 10, tháng 11 năm 2022. Sáng nay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Hưng Yên. Chiến dịch diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 nhằm chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16. Bên cạnh đó là cơ hội để các đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên được rèn luyện, cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Hưng Yên ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của chương trình. Đồng thời mong muốn các đoàn viên thanh niên cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, mang sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vào phát triển kinh tế xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước. Tại buổi lễ, ban tổ chức trao tặng 20 áo phao cùng 10 suất quà cho các em thiếu nhi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cùng với đó là các hoạt động hưởng ứng như trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường. Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản số 1328 yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và khi có yêu cầu đột xuất đảm bảo công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp, xử lý đơn thư chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp trong tiếp công dân, định kỳ, đột xuất, đối thoại trực tiếp và xử lý giải quyết các khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị phản ánh khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là đối với những địa bàn đang triển khai nhiều dự án phải thu hồi đất, dự án xây dựng và chỉnh trang đô thị, không để phát sinh điểm nóng, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định kết luận giải quyết các khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm tình hình khiếu kiện của công dân, lập danh sách các đoàn khiếu kiện đông người để phân loại, phân công xử lý, đối thoại. Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký quyết định số 650 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, tỉnh Hưng Yên.
Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư, thuộc xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ với quy mô 216 ha. Tổng mức vốn đầu tư dự án là trên 2.600 tỷ đồng. Quyết định yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và các cơ quan có liên quan giám sát đánh giá việc thực hiện dự án. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 có diện tích hơn 300 ha, trong đó giai đoạn 1 đã được phê duyệt là 97 ha và phạm vi giai đoạn mở rộng là 216 ha. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 thu hút đầu tư trong các lĩnh vực ngành nghề sản xuất sạch, ít gây ảnh hưởng tới môi trường như sản xuất chế tạo thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, các sản phẩm từ công nghệ mới, sản xuất chế tạo cơ khí, máy móc, thiết bị, sản xuất hàng tiêu dùng. Nhờ thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với một số hệ thống ngân hàng thương mại, đến nay tỷ trọng thu bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước chỉ còn gần 5% so với tổng thu ngân quỹ nhà nước. Trên địa bàn tỉnh có 6 ngân hàng thực hiện chương trình phối hợp thu ngân sách nhà nước. Các ngân hàng này đã tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với kho bạc nhà nước đạt trên 95%. Việc mở rộng phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử các ngân hàng trên đã giúp khách hàng ngày càng thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời giảm lượng tiền mặt trong giao dịch tại kho bạc nhà nước đang đi đúng theo định hướng của chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Công tác phối hợp thu giúp cho toàn bộ khoản thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống các tài khoản của kho bạc nhà nước tại ngân hàng. Sau đó, vào cuối ngày làm việc, các ngân hàng được tập trung toàn bộ về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bảo đảm tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước và thông tin về khoản thu được chuyển sang Cục Thuế, Hải quan đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Quyết tâm vào cuộc thực hiện triệt để kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đến thời điểm này, ngoài giải tỏa dứt điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang công trình thủy lợi từ đầu năm đến nay, thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo các địa phương giải tỏa trên 170 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hưng Yên đã giải tỏa được 400 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chủ yếu là xây dựng nhà ở, nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi. Địa phương đi đầu trong thực hiện giải tỏa vi phạm là Quảng Châu trên 50 trường hợp, Phương Triều trên 30 trường hợp, Trung Nghĩa trên 30 trường hợp. Thành phố Hưng Yên đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương một mặt đẩy mạnh công tác kiểm tra, không để phát sinh vi phạm mới, mặt khác tiếp tục vào cuộc giải tỏa dứt điểm 30 trường hợp còn lại vi phạm từ năm 2014 trở về trước và sẽ phấn đấu hoàn thành giải tỏa vào cuối tháng 6 tới theo đúng kế hoạch đề ra. Bắc Hưng Hải là hệ thống thủy lợi lớn nhất của vùng đồng bằng sông Hồng, bao gồm 4 tỉnh, trong đó có tỉnh Hưng Yên với chiều dài 34 km. Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm trên toàn hệ thống kênh đang lên mức báo động. Việc duy trì dòng chảy trên các trục sông nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, cải thiện môi trường sinh thái cần sự vào cuộc của ngành chức năng, doanh nghiệp và người dân các tỉnh có hệ thống sông Bắc Hưng Hải chạy qua. Tỉnh Hưng Yên toàn hệ thống có 83 kênh chính và kênh nhánh bị ô nhiễm, trong đó 27 kênh mương bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Hiện nay trong hệ thống các điểm xả thải trực tiếp vào kênh chính Bắc Hưng Hải thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó nước thải thành phố Hưng Yên đến thị trấn Lương Bằng đổ vào kênh Cửu An, cống Ngọc Đà, Tân Quang ra sông Đình Dù, cống Phần Hà, cống Văn Phú, Ngọc Lâm và kênh Trần Thành Ngọ ra kênh Kim Sơn, tất cả đều là nước từ các khu cụm công nghiệp và dân sinh. Theo số liệu của Viện Nước Tưới Tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, tổng lượng nước thải xả vào hệ thống Bắc Hưng Hải khoảng 450.000 mét khối ngày đêm. Trong đó, nước thải sinh hoạt chiếm gần 60%, nước thải công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh gần 26%. Hầu như nước thải sinh hoạt chăn nuôi làng nghề và hơn 70% nước thải công nghiệp chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu trước khi xả thẳng vào công trình thủy lợi. Do hệ thống Bắc Hưng Hải là khép kín, tất cả các nguồn thải phát sinh trong hệ thống đều dồn về kênh trục Bắc Hưng Hải. Theo quy định, các đối tượng xả thải dưới 5 mét khối ngày đêm không phải xin cấp phép xả thải. Tuy nhiên, các đối tượng này xả tới 60% tổng lưu lượng vào hệ thống, chủ yếu là nước thải từ sinh hoạt làng nghề chăn nuôi và hầu hết đều chưa được xử lý. Các đối tượng cần được cấp phép thì các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa xử lý được.
Để giảm thiểu và từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên hệ thống Bắc Hương Hải, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp từ trung ương đến địa phương và tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Giải pháp đầu tiên mà chúng tôi thấy là công tác kiểm soát nguồn thải. Thì là phải làm sao mà vận động được người dân, chủ nguồn thải, chủ các doanh nghiệp, người ta tự nguyện, tự giác nhận thấy, người ta cảm thấy là trách nhiệm của mình là phải thu gom xử lý rác thải trước khi xả vào công trình thủy lợi. Thế rồi cái biện pháp thứ hai là ngành thủy lợi cũng phải nên xem xét là rà soát lại quy hoạch thủy lợi, xây dựng các cái chương trình cải tạo nâng cấp các cái công trình tưới tiêu để làm sao mà tăng cường cái khả năng lấy nguồn nước vào và tăng cường cái khả năng tiêu thoát để cải tạo, để gạn tháo kênh mương, giảm thiểu đi cái nguồn ô nhiễm nước trong của mình. Đề xuất với lại Bộ Nông nghiệp là có một cái giải pháp tạm thời, đó là xây dựng cái trạm bơm Xuân Quan để bổ sung nguồn nước, để tạo cái dòng chảy môi trường để giúp giảm thiểu ô nhiễm. Về cái căn cơ đấy thì cũng đề xuất với lại các cấp chính quyền làm sao mà thu gom được cái nước thải và cái chất thải đấy và xử lý trước khi mà đổ ra cái môi trường. Cùng với đó, các địa phương cương quyết từ chối tiếp nhận các dự án đăng ký đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường, công nghệ lạc hậu, không cho các dự án không có hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng không đảm bảo đi vào hoạt động và thường xuyên kiểm tra và tổ chức xử lý các vi phạm trong việc xả thải. Tập trung mở đợt cao điểm mà kiểm tra và xử lý đối với các doanh nghiệp cũng như là các cái hộ kinh doanh dọc tuyến sông có dấu hiệu xả thải cũng như là đổ rác thải vi phạm môi trường và cương quyết xử lý. Vấn đề cấp thiết là cần sớm có đề án tổng thể các giải pháp bảo vệ nguồn nước, chất lượng nước, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của khu đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo quy định của luật bảo vệ môi trường, giải quyết dứt điểm các tuyến kênh ô nhiễm nặng và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các khu vực. Đặc biệt là người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường và cuộc sống của chính mình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình 9+3 là hình thức học văn hóa rút gọn từ 4 đến 6 môn, song song với học trung cấp chính quy. Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng trung cấp có thể đi làm ngay hoặc là liên thông lên đại học. Đây là xu hướng đang được nhiều học sinh phụ huynh lựa chọn. Em Hoàng Quốc Khánh, sinh năm 2003, trước kia từng học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, thị xã Mỹ Hào. Việc lựa chọn song song học nghề và văn hóa đã cho em những trải nghiệm cũng như định hướng được nghề nghiệp của mình. Nhờ đó, sau khi ra trường, Khánh đã được một doanh nghiệp nhận vào làm với vị trí máy cắt tự động. Những kiến thức trước kia em học ở trường áp dụng được rất nhiều cho việc em đang làm. Công việc thì cũng khá dễ, môi trường thoáng mát sạch sẽ. Em ngày làm từ 8 giờ đến 17 giờ chiều, lương thì tầm 7-8 triệu. Vài năm trở lại đây, xu hướng chọn trường nghề đang được giới trẻ phụ huynh nhìn nhận và bắt kịp với những đổi mới của nền kinh tế thị trường. Bởi một bộ phận con em sau khi tốt nghiệp ra trường lại không tìm được việc làm và nhiều cử nhân đại học chấp nhận làm trái ngành được học. Điều đó cho thấy khi mà thị trường việc làm đang thừa thầy thiếu thợ thì những bạn trẻ có tay nghề được đào tạo bài bản đúng chuyên môn chính là đối tượng mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm. Em thấy xung quanh mình có rất nhiều anh chị cũng từng tốt nghiệp trường đại học này, trường đại học kia với bằng khá giỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm kiếm được việc làm. Nhiều người đã làm việc trái ngành nghề hoặc dễ sang một hướng khác. Như vậy vừa tốn kém thời gian, tiền bạc của bố mẹ mà cũng không có lợi ích gì cả. Bản thân tôi là cha mẹ của phụ huynh thì tôi cũng nắm bắt được cái năng lực học của con em mình. Cháu thì năng động, có nhiều kiến thức thực hành tốt. Vì vậy mà gia đình tôi đã lựa chọn cho con học nghề. Mà hiện tại thì tôi thấy các công ty thì cũng có rất là nhiều chế độ ưu đãi đối với người lao động. Theo các trường dạy nghề, xu hướng học nghề như cơ khí, du lịch, điện tử, công nghệ thông tin đang được nhiều học sinh lựa chọn. Lượng tuyển sinh vào các trường hàng năm tăng lên từ 50 đến 100 em. Nhiều trường đầu tư khuôn viên mở rộng trường, lớp, đồng thời đào tạo thêm ngành nghề mới, liên kết chặt chẽ với các đơn vị tuyển dụng tại các công ty để giới thiệu việc làm cho học viên ngay sau khi tốt nghiệp. Nắm bắt được cái xu hướng của giới trẻ sớm có công việc ổn định cuộc sống. Cho nên là trung tâm đã phối hợp với các trường trung cấp, cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp thì các em có thể đi làm, tham gia thị trường lao động, làm hoặc là
các em sẽ tiếp tục học tập nâng cao. Thời gian qua thì chúng tôi cũng đã liên kết hợp tác với rất là nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tôi thấy là công tác đào tạo nghề tại các trung tâm rất là tốt, có kỹ năng thực hành, và khi mà vào doanh nghiệp chúng tôi thì cái công tác mà đào tạo lại thì sẽ giảm chi phí rất là nhiều. Có thể thấy giáo dục nghề nghiệp là xu thế tất yếu trong chiến lược phát triển nhân lực quốc gia, góp phần bảo đảm cả về số lượng và chất lượng nhân lực cho thị trường lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng hiện nay. Đồng thời cần phải thay đổi nhận thức, không chỉ có một con đường duy nhất là phải vào đại học mới thành công khi lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn xảy ra một số vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm. Bước vào kỳ nghỉ hè, công tác phòng chống đuối nước cần được tăng cường hơn nữa để các em có một kỳ nghỉ an toàn và vui vẻ. Hồ trung tâm thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ vừa được địa phương cải tạo sạch sẽ, có độ sâu phù hợp với trẻ em. Ở đây các em được bơi lội thoải mái dưới sự quản lý của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên vẫn có nhiều em đi bơi mà không có người lớn đi kèm. Một số em bơi ra xa bờ. Những hình ảnh rất dễ gặp tiềm ẩn nguy hiểm, cần được cảnh báo tới các bậc phụ huynh không chủ quan, kể cả các em đã biết bơi. Năm nay công tác phòng chống đuối nước ở các địa phương được chỉ đạo sớm. Nhiều địa phương tích cực tuyên truyền vận động cũng như xã hội hóa cải tạo ao hồ, mở lớp dạy bơi. Cơ sở thôn phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tổ chức các lớp tập bơi miễn phí, rà soát toàn bộ lại các ao hồ, chuông, thùng vũng, bố trí kinh phí, vận động xã hội hóa để làm các cái hàng rào bảo vệ. Địa chấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm hiện có hơn 20 ao hồ, toàn bộ đều được rào chắn cẩn thận bằng nguồn xã hội hóa, tạo không gian vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em. Khu dân cư làng Cố xóm chúng tôi đây thì rất đông trẻ nhỏ, diện tích ao thì rất là lớn, nguy hiểm. Các hộ gia đình cùng nhau để làm cái hàng rào để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, các đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên, ngoài việc phối hợp với chính quyền địa phương cải tạo ao hồ, đều phối hợp với một số bể bơi tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho các em từ 6 tuổi trở lên biết bơi càng sớm càng tốt. Bên em là có kết hợp với lại bên chính quyền địa phương và bên đoàn thanh niên tổ chức cái lớp dạy bơi từ 3 đến 5 lớp, số lượng khoảng 70-80 cháu. Xã chỉ đạo lịch bơi là cho các cháu là từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, và cố gắng từ khoảng 100 đến 150 cháu sẽ biết bơi trong thời gian sinh hoạt này tại địa phương. Các chú ở xã, ở đoàn hướng dẫn cháu bơi về, cháu bơi ngon rồi. Một số nguyên tắc cơ bản phòng chống đuối nước ở trẻ em khi tham gia vui chơi dưới nước là khởi động thật kỹ trước khi xuống nước, mặc áo phao, lên bờ ngay khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, và chỉ bơi lội ở nơi quy định khi có người lớn, người giám hộ đi cùng. Bỏ lại đằng sau những áp lực của học hành thi cử, những ồn ào khói bụi của đời sống thường ngày, hôm nay giữa không gian xanh của công viên Hồ Thiên Nga ở khu đô thị Eco Park, hàng nghìn em nhỏ được trải nghiệm trở về tuổi thơ của ông bà, cha mẹ với nhiều hoạt động trò chơi hấp dẫn trong ngày hội tuổi thơ. Đây là lần đầu tiên cậu bé này được tự tay dùng lá dừa để gấp thành một chú châu chấu đáng yêu, ngộ nghĩnh. Ban đầu thì cháu thấy rất khó bởi vì cháu không biết làm, nhưng vì sao được dạy cháu thấy nó làm khá là dễ. Cháu cảm thấy rất vui được học thêm nhiều điều. Giữa bộn bề công việc, hôm nay cũng là cơ hội để chị Nhung dạy cho cô con gái nhỏ của mình chơi ô ăn quan, một dự định từ lâu chị chưa thực hiện được. Biết đến ngày hội này, nhiều cha mẹ đưa các con đến trải nghiệm những trò chơi thú vị giữa phong cảnh nên thơ của công viên Hồ Thiên Nga. Những trò chơi không chỉ hấp dẫn đối với các em nhỏ, người lớn cũng có cảm xúc như trở về tuổi thơ của chính mình. Khi mà đập miệng, mình phải nhắm thật kỹ để mình đập nên là vui ạ. Bịt mắt đập con thấy vui ạ. Con muốn chơi giờ này tiếp ạ. Nhìn thấy các cháu chơi, mình lại cũng nghĩ lại cái cảnh ngày xưa mình cũng chơi các cái trò chơi nhưng không được cái dụng cụ hiện đại như bây giờ. 12 hoạt động trò chơi được tổ chức miễn phí như một món quà ý nghĩa được Eco Park mừng ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 cho các em nhỏ với sự đồng hành của một đơn vị chuyên tổ chức các sự kiện trò chơi dân gian. Đưa trẻ em trở về tuổi thơ của ông bà, cha mẹ
và sống gần gũi hơn với thiên nhiên giữa khu đô thị có hơn 1 triệu cây xanh là thông điệp mà Eco Park muốn gửi gắm qua ngày hội tuổi thơ này. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.